lòng thăm dòng việc thanh âm trần gian sai đắm theo màu sắc tịnh độ giác thuyền trì dục phải rõ nghiệp duyên trần câu tàu nghe rành chánh pháp thoát tà dâm phù sanh nhược mong đời tình tri tố thân khỏi lạc lâm hào quang chư Phật rọi mười phương đạo pháp xem qua cô công gìn giữ tánh thuần lương nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý thính giả cùng chư quý đồng đạo kính mến, năm Tân Tỵ 1941, lúc Đức Thầy bị an trí tại nhà thương Chợ Quán, Sài Gòn, ngày của viết ra phẩm Phiến Thiền, tức quyển thứ 5. Đoạn đầu và đoạn cuối của phẩm kinh này Ngài viết bằng lối văn lục bát, đoạn giữa Ngài viết theo lối văn thất ngôn, gồm 776 câu. Được khởi đầu bằng câu Băng tâm ngẫu hứng thừa nhàn, và chấm dứt bởi câu Sĩ xuất văn từ dốc dạy khuyên. Nội dung của tác phẩm Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo đã trình bày lại tiểu sử của Đức Bổn Sư Thích Ca từ lúc ban đầu tìm đạo cho đến khi hoàn toàn đắc đạo. Ngài cũng luận về tám nỗi khổ cõi ta bà và sự vui ở tịnh độ, cách diệt ngũ trược, trừ thập ác và trì hành thập thiện. Nếu hành giả nhất tâm tinh chuyên theo lời Ngài đã truyền dạy thì sẽ không còn mắc nẻo dạy khôn luân hồi. Xin trân trọng kính mời quý vị cùng chư quý đồng đạo nghe phẩm Phiến Thiện của Đức Thầy do các độc giảng viên thành kính diễn âm. Nam mô A Di Đà Phật. Băng tâm ngẫu hứng thừa nhàn, theo đòi nghiêm bút luận bàn tục lo nghề cài cuốc cũng chuyên tu hành, xa nơi tranh đấu lợi danh, giữ lòng thanh tịnh tánh lành trao chiên gắng công
gọi thương. Chiến châu nghệ sĩ từ nếp dấu hoa, cô công gìn giữ lòng quảng ai xót thương nhân chôn bụi lỗ lăng Phật giáo suy đồi, kẻ tu hành ai nỡ ngồi mà sớm kể chiều kinh mình đã gặp con thuyền bán nhà có lý nào ích kỷ tu thân. Phật tổ xưa còn ở nơi trần, ngài gắng sức ra công quần qua nền đại đạo lưu thông khắp cả bậc tiên hiền đều trọng Phật giáo, rèn dân bằng giáo thuyết bình hòa, giống bác ái gieo sâu vô sao nhằm bồi phong trào tăng là tăng đùa chen theo giặc chắc dân minh nan ít người khảo xét kệ kinh được giác chúng hộ tình nhà quỷ bán kinh chay
bất bình, bỏ đức tin của câu nhân quả. Giàu ai có bền gan sắt đá cũng đồng lòng, trước cảnh ngựa nghiêng đào diệu màu gặp lúc trung chuyên phận môn đệ phải lo. Tầm sức nhỏ còn làm nên kén, người không lo có thèm hai chăm, cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng, giới tín nữ thiện nam Phật giáo. Tranh tất cả
của trong ba tanh. Vua hứa chịu giúp người đói lành, bà lui về cung điện nghỉ ngơi. Đêm trăng thanh gió mát thành thơi, tiếc hòa thuận khắp nơi hoa nở. Đức hoàng hậu trong lòng hớn hở, giấc chiêm bao bà thấy lạ lùng. Bạch tượng tự ở chốn không trung, bỗng xa xuống mình bà hối hả. Giờ tình giấc mơ tiên mới là khắp phòng quê thơm nức mùi hương. Bà ráo chân bèn bước ra vườn, truyền thế về thịnh vua lai đau. Vua ấy lời đến nói qua thảo lại gần bà, sao rất quái kỳ. Tay chân bèn run rẩy một khi, muốn quỳ xuống mắt giường tâm tôi. Tiếng thần tiên trên công ca trời rằng ta mừng vua hữu thiện căn, sắp có con thế giới chẳng bằng, sao người ấy lập nên đạo cả. Vua nghe xong cúi đầu bái tạ, liền khoáng cùng hoàng hậu ma dân. Có việc chi giỏi dài, ít kẻ bàn dâm.
thời buổi ấy vua người đảo bèn vào chầu tao trước bể rồng xin vua cho ông bước vào trong được yết kiến tử hoàng luôn thề nỗi nũng não cõi tạm
lần thứ ba xe lẻ khỏi chạm được trong nhìn kẻ chết đang khiêng về đến đài cảm xúc buồn riêng hằng để chi tầm phương giải thoát lần thứ tư vừa đi dạo mát bóng gặp người tốt đẹp nào về đâu trời đã ứng điềm giả tăng sĩ gợi lòng thái tử ngài hiểu rõ ai là phận sự phải xuất gia tầm đạo liền hoài xe trở lại lai chào xin vương phụ lãnh xa mồi thế vua buồn tham dùng lời khóc kể rằng cha già biết cậy nhờ khuyên con nên ở chốn điện đài lo nối nghiệp sao tu chẳng muộn lòng thái tử quyết theo ý muốn thừa đêm khuya len trốn vào rừng lìa cha già vợ đẹp con cưng thân chẳng sáng sông pha bờ bụi ngày thọ ấy nên 19 tuổi tâm đại hùng cương quyết tu trì trải bao phen
cầu sanh Phật quốc. Cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, vào tiên phàm ma quỷ súc sanh, cơ nhất tâm tính nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng. Chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng thoát mê đồ, dứt cuộc luân hồi. Xét cõi trần sông khổ vạn trôi, vô lượng thứ ở trong thế gian. Lại Phật thuyết ta sinh nhắc lại, ta bà khổ, ta bà tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh minh sẽ bao nặng mùi, nào ai rõ cái vui triệt đau. Về hoàng ta rất yêu mến đạo, chẳng nể chi cần chuyên niệm Phật làm lành, thường trao dồi chí hướng cao thanh, cho khỏi thèn con lành Phật giao. Đức Thích Ca từ xưa phần, bởi chúng sanh mạng lấy xác thân, khổ thứ nhất sự sanh là gốc. Dạo bụng mẹ chung quanh bao bọc, có khác nào bụi mẹ đau quyết kiệt hình thu, lúc mẹ đói dùng treo lòng bồng. Ta kể sơ những điều bi thông, mẹ nó cơm chật chội khó khăn, khi ra đời đau đớn vô ngần, các tiếng khóc nếm mùi dương thay. Đoạn lão khổ thứ nhị sinh, kể từ trẻ thơ đến tuổi thành nhân, hết tráng cường rồng lưng cong gói mỏi, nằm đi đứng đỡ nâng chống chọi
mình phát ra, thân trần trọc hồn mê nhức nhói. Cơn bệnh hoạn càng không tránh nổi, còn mang thêm tật nọ tật kia. Rồi từ đây khổ thứ tự phân dài, trên dương thế hổ hình tóc hoài có sanh ra khổ hải đau trường trải. Gần hấp hôi tâm thần sao sát, chỉ dần giờ kinh sợ vô cùng. Rồi một lần đến lúc lâm chung, giả cõi tạm theo đường tội nhiều phương thuộc ngựa sao ngăn trước, mà cũng không thoát luật tuần hoàn. Dầu ẩn nơi cùng cốc thăm sơn, chẳng trốn lánh tự thần cho khỏi. Đoạn thứ năm nghĩ suy tìm tội cầu chẳng thành, những việc thích ham. Người trên đời ai cũng lòng tham, muốn phước thọ phong hàm tiền của. Nào vợ đẹp hậu sinh là lúa không được thầy bực tức ưu phiền, cả tâm thần điêu đứng đảo điên. Vậy có phải khổ hai là chẳng? Đoạn thứ sao biệt ly cay đắng, người mình thương bỗng lại chia lìa. Khi khóc than nước mắt đầm đìa, lúc trong nhớ ruột tầm chua xót.
sầu lo ngại của tan thương dẫu bể cánh trần nghèo thì lo một nỗi nợ nặng lo đau đói liệu cơm nhà sách buồn duyên số phận mệnh nhớ sạch rầu gia đình chúng bạn khinh cười giàu thì lo chèn lắm với người miệng cho được đầy gương đầy tôn của trộm cướp rình mò lo tước quyền cho được thơm tho sợ kẻ khó thiếu tiền chẳng trả ôi cả sáng hẹn chẳng ai thông tháng sáu nhân sanh cỡ chẳng tu thân đặng giữa Phật đài cho thông thả hưởng mùi sen bao thần thân thì thân công đức hiền lành bất di dịch khỏi gì khổ lao thế thanh tịnh thường không quên nao hết lo toan nắng lạnh gió khổ bệnh kia bởi đó mà chờ ta thoát cuộc lao đao vì nó đường sanh mạng Phật ta đồng thọ tánh an nhiên bất diệt trường tồn tự thần kia chuyện khói đeo khổ tử cuộc ý thật muôn chi đủ thứ không nhọc nhằn lo việc sanh nhai chỉ nhàn nhìn cảnh Phật đài khỏi quá khổ mưu cầu bất đắc cả hai chúng thái đều vững chắc toàn dân lành đâu có đắn đo dứt ai ân quyến thuộc chuyện trò khổ thương yêu ly biệt chớ hòa thuận kể sao cho xiết tâm đồng nhau thượng thiện vui dày cảnh như như chẳng phân chia nhân ngã sẵn dĩ ngôi rành
khổ cầu, hoàng ghét gặp nhau. Thân tâm thường trụ hết rạc rào, chắc thâu trượt tiêu tan mất cả. Cõi tịnh độ lắm điều thanh nhã, khổ buồn rầu lo sợ chẳng còn. Chốn ta bà tim lùng dầu mòn, thân tứ đại của người cùng. Yeah.
nghĩa kiến trước dài ra như vậy. Chi dặn dơ tượng đó nhớ đây, thuyết mu kế toàn bề thăm thôi. Ghi thọ quán trưởng đều đó, chuyện lưng trong nhân vật các loài cân mà ám làm điều dài dột, chúng sanh chữ ta đã kể nốt, còn thứ năm là mãn trước chung. Số giàu sang quả phước bằng cùng, số giàu sang quả phước bằng cùng. Giàu quá quyệt không dung cầu hoa thà, ưa đẹp mắt mến điều làm lỗi xéo dày, của tiền nhiều tự phụ răng hay, chủ ý thế nhiếc xài kẻ vui, lạc leo chi có ba tấc lười quan ý khôn, quỷ giác đường công. Dùng từ ngôn nói tận đáy lòng, dầu trên dưới cũng không mấy khác.
đời này dốt nát người không ngoan, chỉ dần mới là lời trang nghiêm im ai thốt ra, đừng lỡ lời tiếng dịu dàng trong sạch khi thốt ra đoạn chánh hiện từ tức thiện thầy thường có phước dư bằng tức ác quả ương đại bất công mày ai xem mà sửa trên điều hòa dưới chẳng phục mà tòng khuyên nhân sanh lấy lẽ chi công mà ăn ở nỗi năng chân chất Phật từ bi độ trong nhân vật là lục tinh dạy rất tinh tường nếu chẳng nghe hồn dương tai ương chừng ấy mới kêu mời khó rước người dương thế Phật thần nào gần kẻ xảo ngôn
của huy nghĩa làm chi sống
truyền. Luật nhân quả thật là cao diện, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí có ngày thông. Chất chứa đều hung dữ trong tâm, chờ đất thế ra tay hạ sát. Giết đến đây động lòng rao rạc, gặm nhiều người bội bạc thâm ân. Nào kể chi tôi giết chúa con đành sát phụ. Lúc nguy cơ tớ mong hại chủ, trò giết thầy tội ấy đáng không. Thêm chồng giết vợ, vợ giết chồng, niềm huynh đệ cùng nhau sâu xé. Cùng em lúc con còn giết mẹ, dành của tiền cốt nhột giết nhau, tranh lợi danh giết lẫn đồng bào, tình nhân loại phân chia em bắt. Giết sanh vật đầy lòng kêu cách, tưởng rằng mình như thế là ngoan. Quyền ba gia ba tánh diệt đàn, chớ sát hại mạng người như rồi ốm đau bởi tại căn tiền, hoặc hiểm kiếp làm điều bảo ác. Phải ăn năn phước điền tạo tác, lo thuốc thang khẩn giấy Phật trời, nguyện sửa lòng Phật giúp đời, xuống phước rộng từ bi hỷ xả. Đàn thần minh công bình trực giả, đầu ăn lo đổi quả làm mai. Mở tâm linh cơ báo ân, chẳng biết thân còn con chưa được.
lượm gạt lấy đi. Sẵn tôi tham bất cứ chuyện gì, dầu xấu tốt cũng là dồn chưa. Nhớ lời Phật khi xưa dạy sửa của thế trần. Nhớ lời Phật khi xưa dạy sửa của thế trần. Nhớ mật dinh dựng đức lưỡi mới là hối hận. Tham của tàn làm điều tàn nhẫn, nhắm mắt rồi đâu có mang theo. Tham tiền tài thường dướng nạn heo, tham sắc đẹp tạp
sừng. Và nhân nhìn đừng ham tranh luận, khỏi mất lòng tất cả mọi người. Tánh thuần lương vẻ mặt vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật. Tội lỗi ấy luật nào
riêng pháp bảo, riêng chùa, riêng Phật. Trong ba tánh sầu thành chất ngất, mãi nghi nan chẳng biết đàn nào. Lòng mến yêu chẳng nể công lao, mượn bút mực đôi lời trần thuyết. Tùy thêm tình hiểu ta giả thiệt, làm hay không chẳng dám ép này. Nguyện mười phương chư Phật đáo lai, đồng tiếp dẫn chúng sanh giải thoát. Nhìn xem thấy sợ não nề tâm can, tờ ta nương chúng Phật đàn, sức tâm chẳng câu chẳng màng dính quê. Tràng hoàng thiên tính còn mê, thêm lời vô thúc gọi về đàn tu. Dốc lòng dạch ngút mây mồ, đàn diều ba tánh đường tu chen vào. Lại thầy đang tỏ để truyền hậu thế dạng thao lọc lường. Tô cầu thần gió hòa mưa, án hòa nhân vật phước thừa trời ban. Chồng hòa vợ thuận cháu
sình. Giữa kề chân Phật xa miền trần lao, tu cầu chống hết binh đau, gặp đời bình trì siết bao vui dày. Mắt nhìn chư Phật đông dày, thành vàng điện ngọc trò thầy đăng tiên. Ai mà muốn đăng phước duyên, nghe lời khuyến thiện lòng liền phát tâm. Tu cho rõ nói quyền thầm, quy đầu Phật pháp khỏi lâm tai. Những người bạc ác giàu sang ít gì, chỉ bằng ăn ở nhu mì, nghe lời Phật thanh kính gì người. Sống lo trọn đạo thác lên tiên đài. Nam mô miệng niệm hằng ngày, lanh lời vua mỹ học rày kể kinh. Sửa mình cho chân lòng tay, nghe rõ tiếng đàn không dậy không khuyến quán hờn cũng không đàn tay, rồi lại đàn đông trong ba tánh gặp sông quên nguồn. Phạm trần như chỉ rối cùng, mà còn sai đắm theo tuồng lặng lơ. Lời lành mắt đùa theo vật chất ẩn hờ đàn tiên, hố sâu tình dục lại ghiền ghiền cho đến lúc chúng khiến hoàng tài. Nhắm mắt cũng kịp khó bề tới
Phật cứu an linh hồn. Tội tiêu phước hưởng trường tồn, không còn mắc nẻo dài con luân hồi. Thay đời khó nổi yên ngồi, thêm lời thầy nhắc một hồi thấp cao. Nữ nam muôn rõ âm hao, ráng trao đức hạnh ngày sau sẽ tường. Con từ đạo hành ý thầy khuyên, hành đức ân cần ráng tập chuyên. Thất tổ cư quyền nói chính xuôi, mẹ rạch đàn tiên cứu gia tình đồ tâm viên mạng, sĩ xuất dân từ dốc dài Phật. Nam mô